Giỏi lắm. Anh ăn mặc đẹp, đi đám cưới người yêu cũ, để nó tiếc anh đúng không? Vẫn còn lưu luyến nhau quá nhỉ? Thế thì để anh đi thay cái khác. Bộ này thế nào hả em? Giỏi lắm. Anh ăn mặc xấu, để nó không tiếc anh, rồi yên tâm đi cưới người khác đúng không? Vẫn còn quan tâm nó quá nhỉ? Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Tốt nhất là chỉ mặc mỗi một cái lá bàng thôi. Nếu anh thích, nhưng anh cũng chỉ cần hái cái lá khế thôi anh chàng ạ. À. Này con, sao con cứ spam chồng thế? Con rủ đi chơi thì cứ bảo bận, còn người yêu cũ đám cưới thì tớn đi ngay, con phải cho lão đi ra bã. Thế bây giờ mẹ trộn nước lã với nước sôi vào với nhau, rồi bắt con thủy phân hai thứ ấy, xong mới được đi chơi, thì con có chịu không? Dạ không ạ. Mẹ chồng đỡ con dâu, còn nàng dâu thì bâu vào chồng, như thế tình nghĩa mới bền chặt con ạ. Anh đi ăn cưới vì nghĩa, chứ tình thì anh nào có chốn khác ngoài em. Anh không đưa em đi chơi vì còn phải làm việc, kiếm tiền. Chút tiền này anh dành dụ, em cứ lên shop Mai Viettel mà sắm sửa quần áo, đồ đạc. Em cần gì thì Mai Viettel cũng có, và anh cũng vậy. Anh có thể đẩy xe bò cả đời, để cho em mua cả thế giới. Em sai rồi. Không, là anh sai. Anh tự nhận mình sai. Để tôi dằn vặt, tôi chết sớm, để anh đi lấy đứa khác đúng không? Anh giỏi lắm. Anh viết gì đấy? Ở ngoài này khổ quá, anh không chịu được. Anh viết đơn xin vào trại tâm thần.